nguồn nhân lực hay nghệ thuật lãnh đạo, hôm nay tôi xin chia sẻ bạn chủ đề tốc độ của đội nhóm phụ thuộc vào tốc độ bạn đặt ra. Đó bạn, thì đây là một cái chủ đề tương đối mạnh mẽ và tương đối là táo bạo. Thật vậy các bạn. Thì thông thường tốc độ của đội nhóm nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ của người lãnh đạo hay người quản lý. Nếu người quản lý lãnh đạo đặt ra tốc độ chậm thì đội nhóm sẽ thực hiện công việc chậm. Nhưng nếu người quản lý lãnh đạo đặt ra một cái tốc độ khủng thì tất nhiên nó sẽ có giải pháp kèm theo để cho những người bình thường hoàn thành một cái công việc phi thường. Đó bạn. Thì điều này muốn nói với tư duy là cái tốc độ, cái khối lượng công việc của đội nhóm đều do cái người lãnh đạo quản lý đặt ra. Tất nhiên, mỗi một cái tốc độ thì nó kèm theo những giải pháp đi kèm theo để đạt được cái mục tiêu của nó. Để đạt được tốc độ mong muốn, bạn cần thực hiện một số yếu tố quan trọng như sau. Xác định mục tiêu rõ ràng. Đầu tiên bạn cần xác định một mục tiêu rõ ràng mà bạn muốn đội nhóm đạt được. Mục tiêu cần được cụ thể, đo lường được và có thời hạn. Các bạn nhớ nha, mục tiêu là phải có con số cụ thể chứ không chung chung nữa các bạn. Nhớ, nhất là tổ chức, doanh nghiệp, công ty là phải có con số rõ ràng. Khi mục tiêu đã được xác định, bạn có thể truyền đạt mục tiêu này cho đội nhóm và tạo động lực để họ làm việc với tốc độ tương ứng. Thiết lập kế hoạch và sắp xếp công việc. Sau khi xác định mục tiêu, bạn cần thiết lập kế hoạch công việc và sắp xếp công việc sao cho hợp lý. Phân chia công việc một cách công bằng và phù hợp với khả năng của từng thành viên trong đội nhóm. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người có đủ thời gian và tài nguyên để hoàn thành nhiệm vụ tốc độ đã đặt ra. Xác định và tận dụng tài nguyên. Để đạt được tốc độ mục tiêu, bạn cần xác định các tài nguyên cần thiết và tận dụng chúng một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm nguồn nhân lực, nguồn vốn, công nghệ và các nguồn tài nguyên khác. Bằng cách sử dụng tài nguyên một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể giảm thiểu thời gian và nỗ lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Tạo động lực và tinh thần đội nhóm. Một yếu tố quan trọng để đội nhóm làm việc với tốc độ mà bạn đặt ra là tạo động lực và tinh thần của họ. Tạo ra một tầm nhìn chung, truyền đạt mục tiêu quan trọng và giải thích tầm quan trọng của nhiệm vụ. Đồng thời khuyến khích và kiên nhẫn, hỗ trợ đội nhóm trong quá trình làm việc và đạt được mục tiêu. Đánh giá và cải thiện. Cuối cùng bạn cần đánh giá tiến độ và hiệu quả của đội nhóm để đảm bảo rằng tốc độ mục tiêu đạt được. Đánh giá định kỳ và cung cấp phản hồi xây dựng để cải thiện và điều chỉnh khi cần thiết. Thì các bạn lưu ý nè, khi mà bạn đặt cái tốc độ hay là cái kế hoạch, cái mục tiêu á, thì bạn phải đánh giá định kỳ, thì 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó. Bạn luôn luôn cái công tác này là tôi đúng nói nhiều lần trong cái nhiều cái kỹ năng, nghĩa là kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, thì mấy cái việc này chúng ta phải lừa là thường làm thường xuyên các bạn. Bằng cách theo dõi và điều chỉnh, bạn có thể đảm bảo rằng đội nhóm đi theo tốc độ mà bạn đã đặt ra. Tóm lại, tốc độ của đội nhóm của bạn phụ thuộc vào tốc độ mà bạn đặt ra và cách bạn quản lý và hỗ trợ đội nhóm để đạt được mục tiêu. Đó bạn. Thì trên đây là một video mà muốn nói rằng là tốc độ của đội nhóm nó tùy thuộc vào cái tốc độ mà cái người lãnh đạo, người quản lý đã đặt ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.